Hoài và Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ ba ngày 29 tháng 5 với một số tin tức đáng chú ý. Hai bị can trong vụ Tiên Lãng gửi đơn đòi miễn tố. Cựu thị trưởng Bắc Kinh ngỏ ý tiếc về vụ tàn sát ở Thiên An Môn. Kính thưa quý vị, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam năm 2012 vừa khai mạc hôm nay tại Hà Nội. Chủ đề diễn đàn kỳ này là từ ổn định kinh tế đến phục hồi kinh tế. Theo đánh giá của Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa, trong bối cảnh ổn định nền kinh tế vĩ mô, Việt Nam đã đạt được kết quả khả quan bước đầu. Tuy nhiên, họp báo ngày hôm trước, bà cho biết Ngân hàng Thế giới dự báo là sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có dấu hiệu chậm lại và đạt mức 5,5 đến 5,7% trong năm nay. Báo cáo của World Bank cũng cho thấy xuất khẩu Việt Nam ở mức lạc quan so với một số nước trong khu vực, nợ công bền vững. Tuy nhiên, cơ quan này khuyến cáo rằng nợ công có nhiều rủi ro gia tăng do các khoản nợ của doanh nghiệp nhà nước. Chủ tịch Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh là Việt Nam nên phấn đấu cải thiện sức hấp dẫn của thị trường nội địa nhằm thu hút thêm đầu tư nước ngoài. Ông khuyến cáo rằng để có một nền kinh tế phát triển bền vững, Việt Nam cần có những đổi mới trong kinh tế, tài chính và giáo dục, cũng như loại bỏ những thiếu sót có thể làm ảnh hưởng đến tự do thương mại. Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam Mark Gilling cũng nói rằng Việt Nam cần tạo một sân chơi nhằm thể hiện được hết tiềm năng của đất nước. Theo ông, vấn đề minh bạch là một nhân tố quan trọng để thực hiện điều này. Quay sang tin khác thưa quý vị, hai bị can liên quan đến vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng hôm qua gửi đơn khiếu nại yêu cầu bãi bỏ quyết định khởi tố. Bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Đoàn Văn Vươn và bà Phạm Thị Hiền, vợ ông Đoàn Văn Quý gửi đơn tới cơ quan chức năng hôm thứ Hai, cho rằng Thủ tướng đã kết luận vụ cưỡng chế là sai nên hoạt động cưỡng chế không thể được xem là công vụ. Hai người phụ nữ trình bày rằng lúc xảy ra sự việc, hai bà chỉ đứng trên đê chứng kiến và không hề chống đối hay ngăn cản. Căn cứ vào đó, hai bà yêu cầu công an và Viện Kiểm soát Hải Phòng rút lại quyết định khởi tố. Ngoài ra, bà Thương và bà Hiền cũng yêu cầu được bồi thường về tinh thần và sức khỏe trong thời gian bị tạm giam. Được biết, hôm nay, công an Hải Phòng đã gửi giấy triệu tập hai bà đến làm việc. Quay sang tin khu vực, thưa quý vị, Trung Quốc và Philippines thỏa thuận không gây thêm căng thẳng trong vụ tranh chấp chủ quyền bãi đá ngầm Scarborough kéo dài đã 2 tháng nay. Cam kết này được đưa ra ở Phnom Penh sau cuộc gặp gỡ giữa hai bộ trưởng quốc phòng Lương Quang Liệt của Trung Quốc và Volte Gamsmin của Philippines. Ông Gamsmin cho báo chí biết rằng cả Bắc Kinh và Manila đều đồng ý phải tránh những hành động tạo thêm căng thẳng trong lúc giải quyết vấn đề bằng đường lối ngoại giao. Ông Lương Quang Liệt và Volte có mặt tại Phnom Penh để dự hội nghị quốc phòng cấp bộ trưởng do ASEAN tổ chức. Hội nghị sẽ diễn ra vào sáng mai. Thưa quý vị, trong quyển sách sẽ được phát hành vào ngày thứ Sáu tới đây tại Hồng Kông, cựu thị trưởng Bắc Kinh Trần Hy Đông nói rằng ông cảm thấy tiếc vì nhà nước Trung Quốc đã sai lầm khi đưa quân đội vào bắn giết những người biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn hồi đầu tháng 6 năm 1989. Ông cho rằng nếu được giải quyết một cách đúng đắn thì vụ bắn giết đã không xảy ra. Và nói thêm rằng ông chỉ biết tiếc cho chuyện đã xảy ra nhưng không làm được gì cả. Ông cũng tin rằng sớm muộn gì, sự thật về vụ việc này cũng sẽ được trình bày trước ánh sáng. Từ trước đến giờ, tin tức vẫn nói rằng ông Trần là người thuộc phe bảo thủ đã thổi phồng sự kiện thanh niên sinh viên tập trung đòi dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn khi báo cáo với lãnh tụ Đặng Tiểu Bình, dẫn đến kết quả là ông Đặng Tiểu Bình đồng ý với đề nghị sử dụng quân đội để giải tán đoàn biểu tình. Hiện vẫn chưa có con số chính xác về số người bị thiệt mạng khi quân đội Trung Quốc nổ súng bắn vào đoàn biểu tình, nhưng được nói là lên đến cả ngàn người. Sau khi biến cố này kết thúc, ông Trần được cử làm bí thư thành ủy Bắc Kinh kiêm ủy viên thường vụ Bộ Chính trị. Báo chí thời đó nói rằng ông được thưởng vì đã có công lớn trong vụ dẹp đoàn biểu tình. Đến năm 1985, ông mất chức và bị tống giam về tội tham nhũng, trở thành viên chức cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc phải vào tù. Lúc đó có tin nói rằng vụ này xảy ra vì ông tranh giành ảnh hưởng với ông Trang, xin lỗi quý vị, với ông Giang Trạch Dân. Đến năm 2004, ông được trả tự do vì lý do sức khỏe. Liên quân NATO do Hoa Kỳ dẫn đầu vừa bắn hạ được viên chỉ huy cao cấp thứ hai của Al-Qaeda tại Afghanistan là Shaka Taifi trong vụ không kích diễn ra hôm Chủ nhật vừa rồi. Thông cáo của NATO cho biết Al-Taifi và một đồng bọn bị giết chết trong cuộc không kích ở tỉnh Kuna thuộc phía đông Afghanistan. Thông cáo cũng nói rằng người này chỉ huy lực lượng phiến quân người nước ngoài hoạt động tại Afghanistan và chỉ huy những cuộc tấn công nhắm vào lực lượng NATO và quân đội Afghanistan.
Tin AFP cho hay, anh Taifi thường xuyên đi lại giữa Pakistan và Afghanistan, thực hiện các chỉ thị nhận được từ những thành viên cao cấp khác của đường dây khủng bố Al-Qaeda. Tới đây chúng tôi sẽ được kết thúc bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình này đều được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ trang nhà tại achautuzo.info. Quý khán thính giả cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Hoa Ái và Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.